Đã 3 ngày mùng 2 Tết mọi người. Năm nay nở hơi sớm. Nó rộ vào ngày 30. Nó rộ ngày 30, bữa nay mùng 2 mà. Bông vẫn bạc ngàn luôn. Em giờ mới dậy. Bông lớp này lớp kia nó rộng cái cánh hoa thôi, lúc buổi trưa thôi là nhìn thấy hoảng luôn.